Kêu làm nhưng mà mày phải biết chứ, mày biết đang làm gì chứ, kêu mày ăn cứt mày ăn không. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip đánh bot. Làm clip đánh bot. Mà con bot hôm nay đánh như mình làm clip này rồi phải. Bot hôm nay mình đánh là giáo sư OAK ha các bạn. Rồi, mình sẽ không lên tinh liên thiên nữa, nhào vô đánh nó luôn. Rồi, quất bem nó luôn. Rồi, đánh ha luôn các bạn. Đánh ha, đánh chết mẹ chết cha nó luôn. Con này dễ ẹt. Giáo sư này nó mất dạy lắm các bạn. Nó cho nó xịt đồ à. Cho nên mình sẽ không có nương tay với nó đâu. Tao sẽ giả thẳng vô mặt mày, thằng giáo sư bựa. Ôi, default à. Nó chơi chứ default trước à. Không ổn, không ổn. Đợi con. Không phải, nó chơi chiêu default. Nó không đánh, mà nó default trước. Hả? Trời ơi, rồi. Sao sai lầm? Con voi ra ra hỗ trợ thôi. Con tại vì con banet của tao ra nó default, nó xài default, cái default là cái chiêu mà xóa thời tiết á. Tự nhiên ra cái default nó không chơi đánh, nó không chơi chiêu, làm sao tao đi support được. Thấy không, khi mà bóp ra bóp phải coi cái chiêu đầu tiên đánh là chiêu gì. Nếu mà nó ra chiêu một cái chiêu nào đó mà dạng mà tăng năng lượng hay hỗ trợ gì đó thì ngay lập tức phải đổi con liền, chứ mình không thể nào rotate được lần nữa, mà mình không thể nào disable được luôn. Tại vì disable là phải có chiêu gì đó nó đánh trước, mà mẫu xóa cái chiêu thời tiết của nó ảnh hưởng gì tới nó đâu. Đồ mẹ gặp con quỷ ít kỳ diệu, nó chơi bên ta đen đụng. Mày đánh chưa? Mày đánh nó lần nào chưa? Con địa con róc tôm á, róc tôm hình tủ lạnh á. Róc tôm skin tủ lạnh. Con róc tôm mặc định tất cả con róc tôm đều giống nhau nha, nhưng mà tại có skin tủ lạnh nhìn nó mập mạp hơn thôi. Chứ thật sự róc tôm thường, róc tôm skin tủ lạnh như nhau nha. Hôm bữa tao nói sao tìm được cái con có skin mập, tao tưởng nó tiến hóa. Ai ngờ nó không phải tiến hóa, nó có một dạng một à. Skin tủ lạnh. Chứ thật sự họ cũng mi gian à. Tùy theo con thôi, chứ không phải ấy. Tại vì em bữa anh hay đi support thử chiêu hệ bóng tối vẫn được nha. Tùy theo con thôi. Không biết.
Chết mẹ, con bò này không có, con bò này không có đánh chiêu được. Bò hay thường. Rồi quá dễ luôn, chiến thắng. Chiến thắng trong tầm tay các bạn. Ừ, 34.000 5 PV coi một con. Ui. Một con rùa kini. Giờ tao là công chúa rồi đó nha. Bộ đồ với cánh này, cánh công chúa. Rồi. Giờ mình sẽ kiểm tra một số con này nó cho. Đây nó cho một con rùa. Trời ơi, chỉ số cù bắp. Con này nãy ôi có Resurrect gì nè. SP Defender 31. Tốc độ bị giảm ha. Rezi là chiêu gì chả hiểu. Để thử coi. Tiếng Anh đi. Chiêu gì đây? Very Red. Chiêu này nói gì đây? Chiêu này tủ lạnh, chiêu tủ lạnh làm lạnh gây ra tất cả bình thường kiểu tấn công di chuyển được sử dụng bởi các Pokemon trở thành Ipai và sức mạnh tăng lên 20%. Pokemon băng cũng nhận được Staff, từng bước di chuyển của nó nghĩa là hiệu quả tăng thêm 80%, tăng thêm 30% sức mạnh bị ảnh hưởng, tức là cái chiêu mà gió băng khả năng đóng băng cao. Cũng được. Con này SPD thấp, má mấy con này cùi 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 không. Khó chịu trong người thì. Con cùi không mình luyện gì. Lát Bảo Gạo thử đánh với con cấp 25 của anh hai thử coi được không Bảo. Lấy con cấp nào thấp thấp thôi để anh hai thử chơi chiêu gió độc của Bảo bị đóng băng liền không. Ý là cấp cao cũng được. Ý là Bảo có miễn là trong ngựa đừng đừng Bảo đừng đánh để anh hai đánh thử coi cái khả năng nó đóng băng là bao nhiêu á. Rồi chưa? Đánh nào, ok đánh đi. Rồi trong thời gian em mình đang đánh mình sẽ đi vô cái chỗ này để kiếm thêm con Pokemon nào đó. Mình đang thiếu một con Rimmer. Con.
Chưa. Tao có hai con speedboat luôn á, hai con speedboat là dư á. Mà chưa luyện. Mày đánh xong chưa? Rồi mày ra đi, tao tao thử chiêu coi. Từ từ đi dẹp con bùn của tao ấy đã. Đây ra thử chiêu con này coi. Mày đâu rồi? Đâu tao ngoài này nè. Thấy mày đâu? Mày thấy công chúa không? Đây. Ghê quá nè. Để thử coi cái chiêu của con rồng này, miễn được mày đừng đánh nha. Thử cái chiêu này coi thấm. Ê, đã nói đừng đánh mà. Mày tô xít, tao không có ai win, sợ không ai win được thôi. Hai lần chưa bị fail à? Không phải, ý tao nói là ai win nè. Ba lần, ba lần không được. Sao cái ability nó của nó không được. Chiêu gió băng này không, để chiêu mid coi, mid coi. Mày thử, mày lấy con ấy, mày đừng có tô xít, mày khùng á Bảo. Mày lấy cái chiêu đã nói đang đang thử mà mày tô xít thì tao đánh được có mấy lần à, mày điên à? Mày đánh con cấp thấp coi, để coi bằng khoảng khoảng bằng cấp thôi, để tao thử chiêu gió băng ảnh hưởng không. 30 40 thôi, mày khoảng 30 40 thôi. Còn tao cấp 25, mày lấy 30 40 đi để nó chịu đòn được. Mày sử dụng cái quả cầu á. Mày sử dụng, tao đã nói không có đánh mà lấy băng ra làm cái gì? Mày lấy con hệ khác ra, sao mày khoái chơi mấy cái hệ mà bị đặc biệt quá nhỉ? Cái con băng rồi làm sao nó đóng băng được? Mày lấy cái quả cầu Pokemon nó mày chọi vô người tao. Mày không, mày không mất cầu. Được. Đây. Ra nhanh lên. Thì mày ra đi, mày nói nhiều quá. Ra đây. Đây, mày ra đây. Rồi đi để tao thổi gió độc coi sao. Đánh đi. Ừ. Không được ta. Nó dựa trên SPD à. Ừ khoan để tao coi coi. Thử chiêu Aura Beam coi. Chiêu này coi. Chiêu này chiêu băng này. Không đóng băng luôn hả? Mid coi. Mid có đóng băng không? Ok, chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại nha.